ngày 14 tháng 6. 14 tháng 6 dương lịch vừa rồi là cháu đi siêu âm thì kích thước ở khối u tử cung của cháu là có kích thước là 40 x 20. Và ở vú là 35 x 18. Ở tuyến giáp là 25 x 16. Tức là vị trí tia 3. Thì sau đó là trong quá trình học thì em Mai em mới chia sẻ là cơ thể chị bị như thế là giảm âm quá nhiều, cho nên chị hãy mua một cái cây nhất dương chỉ này. Thì nói thật là lúc bây giờ là có bệnh thì vái tứ phương thôi, rất là lạnh, tức là sờ chân lúc bây giờ lạnh thực sự như chân người chết luôn, không có một cái cảm xúc nào. Và mặc dù đến bây giờ là giữa tháng 6 nhưng cháu vẫn phải tắm ở cái nhiệt độ nước cực kỳ nóng, tức là con gái sờ vào còn bỏng, mà mẹ tắm như thế thì mới cảm thấy là phù hợp với cơ thể của mình. Sau đó là em Mai em ấy hướng dẫn cháu dùng sử dụng luôn cái nước dương chỉ này ngay ở tuần thứ 2. Thì khi mà em hướng dẫn sử dụng thứ 7 đấy ạ, thì ngay đêm hôm thứ 7 đó là về là tự nhiên cái nước nó chảy dịch qua cái tai luôn ạ. Làm thế nào? Châm vào đâu nó chảy? Tức là châm ở trên chân ạ, châm vô chiêu thôi ạ. Như em Mai biết Việt nhưng mà lúc bây giờ cháu không biết cái gì thì châm mạnh quá. Thế là mới đầu là cứ châm cái này vào, cái đầu to này vào cái. Châm vào đâu? Cái trong của chân ạ? Anh lòng của chân? Tất cả trong lòng bàn chân ạ. Thì nó đến mức nó đau chảy cái nước mắt ấy. Thì sau chuyển sang em bảo lại chị ấn giữ cái này này, thì có cảm giác nó có một luồng khí nó chạy lên đến tận từ tử cung lên đến vú rồi lên đến cả cái tuyến giáp. Tức là khi ấn là cháu luôn luôn nghĩ đến ba cái khối u ở trong cơ thể, thì nó chạy đến mức độ như thế và sau cảm giác nó nóng ran hết ở cả ba vị trí đấy lên. Tức là ấn ở trong lòng bàn chân, cái bàn chân không phải, mà đấy là cái điểm lạnh nhất ở trong cơ thể. Thì em Mai bảo chị cứ ấn vào đấy đi, thì cháu ấn giữ như thế và về kiên trì. Một ngày có thể ấn đến 10 lần đấy ạ. Ấn thấp rồi ấy ạ? Trong... Thì sau 10, tức là ấn từ hôm tuần thứ 2 của cái lớp học ấy thôi ạ. Thì đến hôm qua chính thức là chiều thứ 6 cháu đi kiểm tra, thì rất mừng tất cả các khối u đều hạ. Mùi hài quá. Đều giảm cái thuốc ạ. Và cháu thì giảm nhiều nhất là ở cái khối u ở tử cung ấy, trước đây là 40 x 20 thì bây giờ xuống là còn có 25 x 18. Ôi. Thế còn cháu cho chị đi. Ở cổ thì trước đây là 25 x 16 thì bây giờ là bác sĩ kết luận chỉ còn 8 và 5 thôi. Ở trên vú thì bây giờ bác sĩ kết luận nó là một nang nước chứ không còn là khối u nữa. Ôi trời ơi. Chị làm trực tiếp đây nào. Mừng quá. Làm trực tiếp chân à? Trực tiếp chân. Chị ngồi lên. Chị ngồi lên bàn luôn. Đây. Em Linh luôn. Đây. Cô ngồi lên để cho quá này rồi. Rất là không đầu đi ạ. Thì em Mai em mới bảo là sờ vào chân thì em mới bảo là rất là lạnh như người chết. Em sờ tay vào cái em còn giật mình. Thì sau đó là em đi bảo là châm một cái cổ này trước ạ. Thì là động đến đây là rất là đau. Cứ chạm đến dọc theo cái này rất là đau. Và đặc biệt là trong gặm gan bàn chân này thì cực kỳ đau và lạnh. Sau đó em mới bảo là chị, nếu mà chị không tìm được sinh huyệt thì chị cứ ấn giữ đi. Đây là em Hai bảo thế. Thì em có ấn luôn vào cái lòng bàn chân này và nghĩ đến cái khối u ở trong cơ thể mình. Thế là tự nhiên cảm giác như có một cái luồng khí nó chạy lên đến tận cổ. Và sau em châm sang cái những điểm khác khoảng độ 10 điểm thì bắt đầu là người em nóng lên. Thế nhưng mà cái chân thì vẫn rất là lạnh, nhưng mà đến hôm nay ạ, chân em cực nóng rồi ạ. Mùi hay quá. Hay. Đúng đấy, ấm lắm, ấm hơn cả cái chân. Đó tuyệt vời rồi, ôi chân ấm lắm. Không cần phải tắm nước nóng như trước. Cháu cũng xin thưa luôn ạ, là hôm trước thì cháu tắm nó phải ở cái nhiệt độ khoảng 30 độ. Thì cháu mới cảm giác là bình thường. Thế nhưng đến bây giờ ấm hay rồi ạ. Chưa dám tắm nước lạnh, nhưng mà không là bây giờ không được làm được đấy, là nhìn ra mặt đẹp về cái nhất dương chỉ này. Thế mà chị làm một ngày bao nhiêu lần? 10 lần. Là em cứ làm lúc nào rỗi là dỗi cái mình làm. Có dò tìm để đau làm bàn chân không hay cứ thế châm vào bàn chân, cứ châm vào bất kỳ chỗ nào mà ấy nó thấy có tê thì nó chạy nó nhiệt nó lên. Em xin cảm ơn tất cả, là đặc biệt là cảm ơn anh sĩ Nam, chị em của
Mai cũng đặc biệt là nhất là thầy Hội đã dạy cho em để biết được cái kỹ năng phòng tránh bệnh của mình. Em cũng hy vọng là khi mà cái tất cả các cái tế bào ở trong tế bào cao trong cơ thể em nó im lặng thì em sẽ phục vụ nhân dân hết mình. Còn bây giờ thực sự em không dám làm bởi vì em sợ em sẽ truyền cái bệnh của em sang cho bệnh nhân. Chúc mừng.